Với sự bùng nổ kỹ thuật số như hiện nay thì công nghệ gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng hay còn gọi là UI UX design ngày càng trở nên hot hơn bao giờ hết. Và mình cũng biết là có rất nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ mong muốn gia nhập vào ngành nhằm tạo ra những sản phẩm độc đáo khác biệt, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Việc chưa được trang bị đầy đủ kiến thức nền hoặc chưa đủ quá trình trải nghiệm thực tế gây khó khăn cho các bạn trong quá trình làm sáng tạo. Đến với khóa học này, mình mong muốn giúp các bạn luyện tập các phương pháp nghiên cứu và thiết kế nhằm cân bằng giữa nhu cầu khách hàng và mục tiêu của người dùng để tạo ra các giải pháp đáp ứng mong muốn của nhiều bên. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ được trải nghiệm những dự án thực tế nhằm giúp các bạn tạo ra một portfolio tốt, bao gồm 1. Kiến thức về một dự án website responsive đáp ứng tiêu chuẩn chung của ngành. 2. Là một bản presentation deck để ghi lại quá trình làm việc của bạn một cách chỉnh chu nhất. Kết thúc khóa học, ngoài việc được trang bị kiến thức về UI design, các bạn cũng sẽ được trang bị tư duy như một designer thực thụ, cách tiếp cận giải quyết vấn đề theo hướng hoàn toàn sáng tạo và khoa học. Và nếu như bạn là một người yêu thích công nghệ, thích cách mà công nghệ thay đổi cuộc sống của chúng ta và mong muốn làm việc trong những công ty luôn năng động và sáng tạo, thì khóa học này là dành cho bạn. Hãy để đường dài của tôi trở thành đường tắt của bạn. Mình là Sơn Hân, Design Team Leader tại Vivo Design Agency. Hẹn gặp các bạn tại DAS.